xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khám phá bí ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Đi tìm bí ẩn bên trong cuộn giấy cổ bị núi lửa thiêu đốt thành thang cách đây 2.000 năm. Cách đây hơn 2.000 năm, nhà triết học Hy Lạp Philodemus từng tổng hợp một kho tàng kiến thức vào bên trong các cuốn giấy cõi khổng lồ trải qua thời kỳ loạn lạc, những cuộn giấy báu được người La Mã cướp tới thành bang Herculaneum. Nhưng thật không may, khi núi lửa Vesuvius tuôn trào, thảm họa này đã thiêu đốt và chôn cùi hai thành phố Herculaneum và Pompeii. Các cuộn giấy quý giá cũng phải chịu chung số phận. Tới thế kỷ 18, các nhà khảo cổ mới phát hiện ra những cuộn giấy Philodemus và nhiều tài liệu bị chôn vùi khác đa phần chúng đều đã bị sức nóng biến thành các tảng than cứng và không thể đọc được bằng công nghệ lúc đó. Giờ đây, với sự trợ giúp của công nghệ hồng ngoại, các nhà nghiên cứu thuộc dự án của nhà vật lý học Respiemen đang kỳ vọng có thể đọc được toàn bộ các chữ viết bên trong cuộn giấy cổ của Philodemus. Nếu thành công với lần thử nghiệm này, đội ngũ nghiên cứu sẽ có được chìa khóa để bước vào kho kiến thức bên trong các tài liệu cổ xưa từng bị hủy hoại. Các cuộn giấy Philodemus bị lửa thiêu tới mức cuộn cứng thành một cục than hình trụ. Các nhà khoa học ban đầu sẽ phải cho máy quét tiến hành chiếu tia hồng ngoại một lượt xuyên qua các lớp bên trong đối với các trang giấy chưa bị hư hại nặng, nguồn ánh sáng chiếu vào sẽ làm tăng độ tương phản lên chất liệu giấy cói, làm lộ ra các chữ cái ẩn. Với các trang giấy bị cuộn quá chặt, đội ngũ phải dùng cả phương pháp quét hồng ngoại lẫn phương pháp quét TX. Phần mặt ngoài của các cuộn giấy lại đặt ra thách thức khó khăn hơn do bề mặt ngoài cuộn bị dung nham hủy hoại nặng nề nhất. Để giải quyết vấn đề, đội ngũ của Greg Beeman đã quyết định thử nghiệm một phương pháp mới. Quét hình ảnh bằng siêu âm hồng ngoại sóng ngắn chưa từng được áp dụng cho giấy cói. Kỹ thuật này sử dụng ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 10.000 cho đến 2.500 nanomet, dài hơn so với tia khả kiến, nhưng ngắn hơn tia hồng ngoại, để phơi bày những gì không thể phát hiện được bằng mắt người. Thông thường, siêu âm hồng ngoại sóng ngắn là phương pháp phổ biến để quét hình ảnh bên trong những vật thể dạng rắn. Sau một số xử lý, phương pháp mới đã giúp các nhà nghiên cứu phát hiện và bổ sung thêm khoảng 150 từ vào phiên bản hiện tại của bản thảo Philodemus. Các phương pháp khác trước đó đã giúp họ nhìn ra được hơn 8.000 từ. Đội ngũ của Man còn nhận được ý tưởng sáng giá từ Piran Shiles, một nhà nghiên cứu tin học tại Đại học Kentucky, Mỹ. Bằng việc cho một phần mềm IE phân tích và ghi nhớ các chữ cái trong bản thảo Philodemus, Piran Shiles dự định kết hợp việc quét ánh sáng, đồng thời nhận diện trực tiếp các chữ cái ẩn bên trong các cuộn giấy bị hủy hoại. Sáng kiến này sẽ giúp tăng năng suất của nhóm nghiên cứu trong việc tìm hiểu nội dung hoàn chỉnh của các cuộn giấy. Khi toàn bộ nội dung trong kho tàng Philodemus được hé mở, Grace Beeman sẽ tổng hợp chúng lại một lần nữa để sao chép và lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Italia. Những người trong nhóm nghiên cứu đang vô tình háo hức bởi đây sẽ là một thành tựu lớn trong việc khám phá các tri thức thời Trung Cổ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại